Chào các bạn trở lại với kênh Săn Bắt USA. Trang Nguyễn chúc các bạn ngày tốt lành các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn những cái loại súng săn mình có ở đây. Để mà săn thì thành phố mình là tiểu bang Maryland. Thì mình nghĩ những cái luật lệ thì nó giống như là trên toàn nước Mỹ các bạn, thì nó khác chút xíu thôi. Thì ở đây mình muốn săn á các bạn. Thì mình phải đi vô học lấy bằng nha các bạn. Bằng mới mua được cái bằng đi săn bắn các bạn. Thì mình lên trên online á. Mình có mấy cái bài học mình học xong xuôi cái mình làm test trên online thử mình đậu. Xong xuôi cái mình lấy một ngày mình đi tới cái chỗ mà của mấy cái cảnh sát về giao bằng của mình các bạn. Người ta dạy cho mình một ngày, dạy cho mình coi như là mình học từ 8 giờ sáng cho tới 2-3 giờ chiều, xong cái mình làm thêm một cái test nữa thì người ta mới giao cho mình cái bằng các bạn. Cái bằng mình đi ra ngoài mình mua đi mua bằng súng các bạn. Mình muốn giới thiệu các bạn đây là mình có mấy cái loại súng bắn ở đây từng theo cái loại thú vật gì mà mình bắn cái loại đó nha các bạn. Trước tiên là đây là cây súng bắn hơi nha các bạn. Hơi mình bẻ xuống cho mình nhét viên đạn vô đây. Cho mình bẻ lên. Không. Ở đâu mình bắn các bạn. Ở đây là bắn đạn, cái này là bắn đạn đạn chì mà loại nhỏ các bạn. Thì súng này thì mình săn sóc, săn chim, bồ câu, cu gì cũng được, nghĩa là săn loại thú vật nhỏ các bạn. Ở đây. Rồi cái kế tiếp của mình ở đây là cái nỏ các bạn. Thì ở đây thì giống như những cái rừng nào mà gần thành phố á các bạn. Những cái rừng mà gần thành phố thì mình xài, nó không có cho mình xài súng trường với lại súng máy. Mình chỉ xài bằng nỏ để mình bắn. Nó không có tiếng ồn với lại nó không có lạc đạn các bạn. Thì nỏ thì đây là cái tên của nó các bạn. Với cái đầu bự ha. Đích. Thì ở đây có ba cái màu, thì cái màu trắng lúc nào cũng phải đi xuống để nhét vô đây các bạn. Nhét vô đó. Đó, cái màu trắng lúc nào cũng nằm hướng dưới. Tiền bắn nó đi các bạn. Thường đây là cái ống nhòm mà hồng ngoại tiếng các bạn, là night version. Thì ống nhòm này buổi tối mình ban ngày tối gì mình cũng nhòm được. Cái đặc biệt của nó là cái ống nhòm này mình quay phim được trong này các bạn. Thì lúc mình nhắm con thú thì mình có thể mình quay phim được luôn, bắn con thú luôn các bạn. Thì cái này là thuộc loại ban đêm hết sảy các bạn. Ban đêm mình nhìn rõ. Ok. Thì cái loại trong thành phố thì mình giống như rừng ở trong thành phố mình xài cái nỏ để không có bị tiếng ồn với lại không có lạc đạn, không có nguy hiểm nha các bạn. Ở đây mình có cây shotgun. Cây shotgun này là tên là Benelli Fancy của Ý các bạn. Cái này tự động nha các bạn. Mình nhét đạn vô đây. Nhét được 4 viên vô đây. Với lại một viên ngay đây. Đây mình nhét viên đạn vô đây các bạn. Nhét viên đạn vô đây. Xong mình bấm nó lên. Đó. Mình bắn xong xuôi là nó lên đạn tự động. Mình bắn thêm 4 viên nữa. Đây shotgun là bắn đạn qua cải. Để mình săn mấy con săn vịt, săn chim các bạn. Vịt ngỗng rồi bắn ra đạn chùm các bạn. Thì mình muốn săn nai thì mình bắn cái đạn loại cái đầu này có một viên à.
không? Thì cái clip trước mình bắn heo rừng là mình xài cái loại đạn này, nó ra một viên một. Đó lật một con rồi. Right ahead. Right here. Thì shotgun này nó bắn không có đi xa các bạn. Thì ở đây mình có 4 loại đạn. Cái này là xăng nai, còn cái này xăng gà lôi các bạn. Gà lôi thì trong này nó có 5 viên nhỏ trong này. Đó, nó có 5 viên nhỏ. Rồi cái loại này nó bắn cái loại giống như cáo đồ này nọ cũng được, có 8 viên. Còn cái này là dịch, bắn dịch rồi các bạn. Nó ra tới 25 viên. Trong này ra 25 viên. Năm ra dịch thì mình bắn 25 viên là bảo đảm mình cứ nhắm tới là mình bắn các bạn. Thì súng này là để săn dịch nè, ngỗng nè. Rồi muốn săn nai thì mình phải đổi cái đạn loại một cái các bạn. Thì súng này mình cũng lên núi mình mới săn các bạn. Lên rừng lên núi mình săn loại này. Còn đây thì mình bắn trong thành phố. Mình bắn nỏ. Còn đây là cái súng săn súng trường các bạn. Mình để mà súng săn có ống nhòm ở đây. Con súng này là hiệu Save các bạn. Hiệu Save. Hiệu này bắn xa, súng này bắn xa với lại bắn rất là chính xác các bạn. Có ống nhòm ở đây. Ống nhòm. Mình thì tay trái thì cái linh đạn ở đây các bạn. Đó, đây. Đây viên đạn của nó. Đây là viên đạn các bạn. Mình nhét vô đây. Xong mình đẩy cái này lên các bạn. Gạt xuống. Chỉ là có cái khóa an toàn ở đây các bạn. Mình đẩy lên rồi mình bắn. Đó. Giờ mình bắn 100 thước nha các bạn. Nãy bắn 10 thước với 20 thước chính xác quá. Giờ bắn 100 thước ạ. Sao không phải đủ. Trên chút xíu à. Nó trên cái hồng tam chút này. Nhìn thấy không vào không? Thì súng này mình bắn giống như mình bắn rất là xa mà bắn bắn gấu bắn nai được các bạn. Bắn con trâu cũng được các bạn. Súng này cái viên đạn này nó tên là 270 Win các bạn. 270 WIN 130 gram các bạn. Một hộp nó có 20 viên đây. Này, nhìn viên đạn đẹp các bạn. Đặc biệt này đạn của súng săn là nó khác với súng ra chiến trường là cái đầu này nó bị nó làm bằng mũ các bạn. Đâm ra khi mình bắn nó nóng nó nở cái này qua thì nó bung ra nó. Đây là súng đạn của súng này. Thì trong cái lúc mình đi săn các bạn mà thí dụ có thất thủ gì đó mà gấu hay gì mà nó tới tấn công mình các bạn thì mình sẽ xài súng con nha các bạn. Súng con này hiệu Glock các bạn, hiệu là chữ L O C K Glock, hiệu Glock các bạn. Này thì mình đeo bên hông nè, đeo bên hông đúng không, để mình đi săn mà mình săn bằng mấy cái này mà có nó tới tấn công mình thì mình lấy cái này mình giải quyết nữa. Thì đây là viên đạn 9 ly các bạn. Một băng nó có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 viên các bạn. Một băng nó có 10 viên.
Đó, mình cứ cái này thì mình để mình đeo theo mình để giống như là phòng hờ có chuyện gì mình mới xài các bạn. Thì cũng có ống nhòm nó nhòm xa các bạn, nhìn trên núi nhìn xuống ống nhòm. Thì ở đây săn nó cho mình săn theo mùa nha các bạn. Thường nay thì săn được từ tháng 10 cho tới tháng hết tháng 1 này, còn mấy ngày nữa là hết tháng 1 là hết mùa nay các bạn. Nay này có ba săn có nhiều con, có sừng, có hết sảy các bạn. Thì ở đây có gấu. Thì thường thường buổi tối gấu nó hay tới đây, giống như mình nó biết mình hay có đồ ăn ở đây các bạn. Gấu tối nó tới nó hay tới nó kiếm đồ ăn. Thì đây là cái những cái dụng cụ để mình đi săn các bạn, đúng không? Muốn săn nhỏ thì có súng bắn hơi, rồi cung, nỏ, rồi đạn shotgun, cây shotgun, bắn đạn qua cải, bắn đạn cục cũng được, mà nó không có đi xa các bạn. Còn này súng súng săn và súng trường, thì cái này bắn rất là xa, bắn cả đi cả 1000 thước cũng được các bạn. Đấy. Thì đây là mình muốn giới thiệu các bạn những cái dụng cụ đi săn ha. Rồi mình muốn đi săn ở đây là mình phải học lấy cái bằng nha các bạn. Bằng ở đây học cũng khó lắm. Học phải thi thì ấy, xong rồi mình ra mình mua. Mình mua mấy cái cúp bông, nó gọi bằng cái stem các bạn. Từng loại thú thì mình phải mua một loại loại stem. Cái mọc đó các bạn. Thì khi mình bắn được nai các bạn, ở đây là nó khi mình bắn được nai á là mình lại là mình phải cột cái bảng vô con nai. Rồi bắt đầu mình gọi cho kiểm lâm các bạn, mình báo cáo là khu này mình bắn được con nai đực đai cái gì để người ta vô sổ các bạn. Rồi. Tôi lại giới thiệu các bạn những loại súng săn của săn bắt USA của mình đây. Hiện nay trên núi nha các bạn. Trên này giờ này là chừng 5 độ C các bạn. Lạnh lắm. Ok, cảm ơn các bạn. Xin các bạn nhớ cho mình một like nha. Rồi subscribe các bạn. Chúc các bạn ngày mới tốt lành. Bye bye các bạn.